quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương Anh Chị Channel. Vừa bị vợ ca khịa, Ahn Jae Hyun đã lộ diện ngay bên tiểu tam tin đồn, biểu cảm gây chú ý lớn. Buổi lễ mừng công bố bộ phim People with Film gây chú ý lớn, nhất là khi nam chính Ahn Jae Hyun và tiểu tam tin đồn Oh Yeon Seo cùng lộ diện ngay sau khi Go Hee Sun vừa lên truyền hình ca khịa chồng trẻ. Ahn Jae Hyun và tiểu tam tin đồn lần đầu lộ diện sau vụ ly hôn chấn động, đều có biểu cảm tươi rói liên quan đề từ thấy rõ. Hôm nay ngày 19 tháng 12, đoàn làm phim People with Film đã tổ chức buổi lễ mừng công bộ phim tại Seoul, Hàn Quốc. Công chúng đương nhiên vô cùng ngóng chờ màn xuất hiện của nam chính Ahn Jae Hyun cùng tiểu tam tin đồn Oh Yeon Seo, nhất là khi Go Hee Sun vừa lên tiếng ca khịa chồng trẻ trên sóng truyền hình. Có mặt tại buổi tiệc mừng công của People with Film, Ahn Jae Hyun gây chú ý với ngoại hình gầy đi trông thấy, dường như nam diễn viên đã giảm cân đáng kể. Dù vụ ly hôn ồn ào với Go Hee Sun vẫn chưa hồi kết thúc, nhưng Ahn Jae Hyun có vẻ vẫn giữ được tinh thần. Ngoài ra, Oh Yeon Seo tiểu tam tin đồn bị nghi xen vào giữa cuộc hôn nhân của Go cũng khiến công chúng quan tâm không kém khi xuất hiện với gương mặt sưng mất tự nhiên.